Đây, của Lô Ti đây. Cảm ơn bà. À. Giờ này cũng chưa chịu xuống nữa. Chắc ngủ nướng nó trển rồi à. Kỳ cục à, thét là cái nhà này không có biết à, ai làm dâu. Ba, ba cái gì? Mày không có biết dạy vợ mày á? À? Con mấy đứa nhỏ đây ba. Thôi thôi thôi, để con chạy lên con kêu vợ con xuống nha. Ủa vợ con xuống kìa ba. Ba, ba với mọi người ăn sáng đi. Con vội quá con phải đi làm liền giờ. Nha mọi người ăn ngon nha. Làm gì mà làm, cũng phải ăn một chút rồi đi em. Không có kịp, trời ơi. Bây giờ đang ở trên cơ quan mọi người đang đợi em kìa, em đi nha. Khoan, hả? Nè nè nè, cầm hộp bánh này theo. Cái gì đây? Ở giữa giờ mà đói bụng á, lấy ra. Rồi 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 rồi, con đi nha ba. Ừ, đi đi, đi. Ba ăn đi ba. Chanh nở nè ba, ăn đi ba. Rồi ăn đi. Dạ. Trời ơi là trời. Hả? Trời ơi, có biết là ông nội bực lắm không? Ủa ba ba, thằng con nó làm sao vậy ba? Không biết hả? Dạ. Đây nè, thằng con mày á, chơi cái gì không chơi? Đi chơi trò của con gái, đi chơi nhảy dây, có được không? Nhảy dây cho sức khỏe tốt, dẻo dai đâu có sao đâu nội. Sức khỏe tốt cái gì, con trai là phải chơi trò con trai. Tại sao đi chơi trò con gái làm gì làm sao? Ba con suốt ngày cũng làm việc của con gái đó, một cô giáo nó đâu có sao đâu. Quá hay, hư nè. Tại vì ba của mày ngu quá, cho nên mới có mũi kìa. Bây giờ ông nội không có chấp nhận mấy cái chuyện này nữa. Con là không có chơi với cái trò con gái nữa. Phải chơi là đánh võ nè, à, rồi chơi đá banh nè, chơi bắn bi nè, chơi đấu vật, hiểu chưa? Dạ. Còn mày nữa. Dạ. Làm gì mà đứng sớm đó đó. Mày định tao la lây qua tới mày hả? Con giờ đâu có đâu bác. Con đang lau nhà, con dọn dẹp, rồi lát con nấu cơm nữa. Trời đất kia. Làm toán lấy cái kỹ năng ba. Hết cha với con, hết cái kè. Đi đâu không nè. Đã. Hơn quá, mình mà cãi là chuẩn bị đón Tết đến giống như con. Ê, trời ơi. Trời ơi, sao vậy nè? Chết tôi rồi. Bị cái gì vậy? Chắc là bị phỏng rồi. Phỏng rồi hả? Trời ơi, bao lấy nước rưới lên cho nó lẹ lắm. Dạ. Trời ơi, chi mà dữ vậy? Trời ơi, bị bây giờ làm sao? Ai chạy ai cái gì vậy? Mày có điên không? Tao biểu rưới lên cái chỗ phỏng này mà mày thiếu điện mày tắm nó hả? Con đâu có biết đâu ba nói. Đi lên đầu coi, lấy cái cuốn gì xuống mà xước cho nó. Dạ. Trời ơi, được coi. Rát quá. Ừ. Dạ. Ui da. Trời ơi, nó rát quá ba ơi. Trời ơi, mới có chút xíu mà rên rỉ thì ghê không? Cho thêm vô không? Hỏi chuyện gì để cho con đại nó làm cho. Thì đây tôi làm. Thôi, để anh tự làm đi. Em tay chân lóng ngóng đụng vô nó còn đau thêm nữa. Đó cái thứ gì á, đúng là khôn nhà dạy vợ. Đi đâu? Trời ơi, cái gì nữa? Tụi ta ngồi cái đi làm sao? À. Trời, sao bị gì vậy? Chắc bị bong gân nữa rồi ba. Trời ơi, thêm cái chân mày nữa hả? Dạ. Anh đó nha, bớt chứng lại nha. Chắc cái bị tùm lắm hết chân vậy hả? Thôi được rồi, leo lên đây ngồi đi. Leo lên coi. Ngồi yên cho đó. Chuyện gì trong nhà để đại nó lo cho. Nghe không? Mày cái việc ngồi yên thôi, nghe không? Ngồi yên gì mà ngồi yên ba, còn chuyện nhà đó ai làm? Thì vợ mày nó làm. Ba, con phải đi làm mà ba. Đi làm cái gì? Hả? À, chồng đã như vậy nè, mày không chịu ở nhà, làm vợ làm chi vậy? Để mà phụ với chồng chứ, nghỉ vài bữa không được ha? Dạ được. Được à, vậy chắc được à. Chơi gì được không ta? Ủa ba, gì? Quạt nó bị sao vậy? Ờ, tại vì ba thấy cái quạt bụi dơ quá nên là lấy ra lau. Dạ thôi, con làm cho. Thôi đi qua bển ngồi mày. Để con làm cho. Tao mà. Nói đi qua bển ngồi. Ngồi xuống đó. Làm cái gì mà làm? Ngồi yên ở đây.
Đại đâu rồi? Đại à? Ủa, bác kêu vợ con chi vậy? Mày ngồi yên đó. Dạ, bác kêu con. Ôi trời, cái gì vậy nè? Sao vậy mình? Thì nó dơ, tháo ra sữa. Có gì đâu. Dạ. Mày làm gì vậy cả nhà? À, con nói chuyện điện thoại với sếp. Điện thoại với sếp như vậy đã xin nghỉ việc rồi còn điện thoại gì nữa? Đã nói là hứa là ở nhà lo chăm sóc cho chồng thì phải làm cho nó đàng hoàng. Dạ. Lắp ráp thì hoạt lại coi. Con hả? Cái chuyện này chị để con làm cho. Mày ngồi yên đó. Mày đàn ông mà mày làm toàn mấy cái việc của đàn bà thì bây giờ mày lo việc của đàn bà, còn việc của đàn ông thì để nó làm chứ. Cái này làm sao ba? Trời đất ơi, mày hỏi tao tao biết hỏi ai. Chồng, cái này làm sao? Tôi gắn vô, ráp vô mấy cái mối dặn lại. Dạ. Ba, con đã hoàn thành một cách xuất sắc. Tao công nhận nha. Công nhận đầu óc mày phong phú ghê luôn á. Dạ. Sáng tạo thiệt luôn á. À, ủa là sao vậy? Vậy là đúng hay sai? Sai chứ đúng gì. Tháo ra, ráp lại. Hả? Công nhận vợ con giỏi thiệt đó ba. Ráp cái quạt một cách hoàn hảo luôn á. Nhìn thấy cũng được đó. Quá được chứ. Dạ dạ. Bật thử coi nó ba. Thử luôn. Trời ơi. Đó. Mát thiệt đó ba. Được đó. Dạ. Đó. Mát thiệt á. Ủa sao nó có sương mù tụi bay? Sương mù. Trời ơi. Cái gì vậy? Tắt ra. Tắt ra đâu? Tắt sao? Đây. Trời ơi, rút điện rồi. Trời ơi, bà khổ tôi ghê vậy đó trời. Bà tôi nói rồi, cái nhà này không có tôi đó nghe, không có cái món đồ nào, em có cái chuyện gì mà nó được đàng hoàng tròn nhẹ hết trơn á. Đó con thấy chưa? Dạ. Thấy không? Cái việc của đàn ông thì để cho đàn ông làm, còn cái việc của đàn bà thì để cho đàn bà làm. Thấy không? Dạ. Chứ đâu có làm mà lẫn lộn với nhau vậy nữa. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Con biết rồi ba. Ba, con mời ba uống nước. Cảm ơn. Dạ con mời ba. Lâu trong cho uống nước cho. Hiểu lời ba nói rồi. Hiểu. Đúng rồi. Đàn bà mà ai đi làm việc của đàn ông, mà đàn ông thì ai đâu đi làm việc của đàn bà. Dạ con biết rồi. Ba uống nước đi ba. Dạ thôi, bây giờ trong công ty bữa nay có cuộc họp quan trọng lắm. Ở nhà lo cái vụ này giùm con nha. Con đi nha ba. Dạ. Tay chân gì đó mà làm chi không biết. Nhưng mà con không làm không có được đâu ba ơi. Vợ con với mấy đứa nhỏ sắp về rồi. Ôi được rồi, mày lên nghỉ đi để ba làm cho. À, ôi được rồi, cái chuyện này chuyện của con để con làm cho. Mày có muốn tao đập mày không? Tay mày vậy mà làm cái gì? Đưa tập về đây. Rồi đi lên đi. Ê khoan đã. Mày định nấu cái món gì vậy? Ủa qua dùng thịt đó ba. Ừ. Ừ.
Trời ơi, mày khỏe không hả? Trời ơi, ba, mẹ ông con nội. Hả? Không sao. Mẹ làm gì? Trời ơi, ba con xin lỗi. Trời ơi, con tưởng chồng con không à? Trời ơi, mất mới gì tự nhiên ba mặc cái này của chồng con chi vậy? Trời ơi, thì ở trong bếp mà về đâu mặc lại không được. Trời ơi, mới tròn cái chi à? Ba. Gì? Bữa nay ba bị gì vậy? Có sốt hay có bệnh gì không? Sao tự nhiên xuống bếp nấu ăn vậy? Trời ơi, tao phải làm chứ không lẽ để thằng chồng què mày nó làm hả? Thấy không? Con xin lỗi. Làm hết hồn mà. Thôi nè, ấy rồi đồ ăn xong rồi. Giờ chuẩn bị ra bàn ăn cơm đi. Dạ. Bưng cái này ra cho tôi. Bưng đi con. Ba, bữa nay ba có bị sốt hay là ba bị gì không? Sao tự nhiên ba vô bếp vậy? Sốt hay gì? Cái tôi nó bị chân tay nó như vậy. Rồi tôi để nó làm nè. Tôi cũng phải vô, tôi lo chứ. Ngon số dám luôn nha. Ông nội nó ăn còn ngon hơn ba nữa đó. Trời ơi, ông nội đúng là hình mẫu lý tưởng tuổi xác nhiều. Thôi được rồi, tôi không có thích nịnh đâu. Mày rảnh tôi à. Bây giờ ba tụi con bị như vậy, từ rài sắp tới để ông nội vô. Ông nội trổ tài, ông nội nấu cho mấy đứa tụi con ăn. Coi coi ông nội nấu có ngon không nghe. Yeah. Cái gì vậy? Anh đi giật mình dữ vậy? Tôi đang ngắm trăng. Kỳ ghê. Trăng thôi, nhịp vậy trời. Giống như nghe nhạc vậy đó hả? Tôi có chuyện này muốn nói với ông. Gì vậy? Tôi thấy ba làm việc nhà cũng tốt ghê á. Không ấy hay giờ mình kêu ba ở đây với mình luôn đi. Cái gì? Chứ không phải hồi đó bà đâu có muốn ba tôi ở lại đây quá lâu đâu. Nói nhỏ thôi, lỡ ba nghe thấy kỳ lắm. Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao mà kêu ba tôi ở lại đây làm ô xin thay thế cho tôi? Trời ơi. Gì vậy? Nó. Sao? Mọi người ngủ hết rồi, nói tiếp đi. Đây nè, ông á, cái gì cũng vậy hết trơn, vội vội vàng vàng à. Cái gì mà nhảy vô trong họng người ta vậy? Tôi chưa nói hết mà. Thì sao? Ý tôi á là để cho ba ở dưới quê như vậy á, có một mình à. Lỡ ba có chuyện gì rồi ai lo? Bà nói cũng chí phải. Vậy mà tôi tưởng. Tưởng gì? Ông á, ông hay quá ha. Lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi không à. Ông nghĩ tôi là đứa con dâu như vậy đó hả? Kì cục. Nắm chăng nữa kìa.
Chú Tư. Trời đất trời, ở đâu mà xuất hiện ngang xương làm hết hồn hết vía. Tao tưởng đâu dông nó kiếm tao. Trời ơi, con mà chú làm như là cô hồ cắt đá, chú dông này dông nọ. Chứ không phải hả? Mày là dông nguyên cái khu phố này đó mày biết không? Dạ. Thôi, bởi vậy con thấy chú buồn á, con đừng theo hỏi thăm. Con đừng nói con là chú đang thất tình ai đó nha. Rồi, nè tao đang buồn nè, tao đang rầu nè. Mày đừng có chọc tao, tao giả mày một cái vợ nè. Thằng điên nè. Chứ sao chú buồn quá vậy? Hay là giờ nè, sẵn đây rồi, còn gì không ai. Chú coi con với chú như hai người bạn già, nói chuyện tâm sự nhau chơi. Bạn không nội mày nữa chứ bạn. Mày nghe nè, tao bạn già tâm sự với mày. Tao đâu có điên, tao đâu có ngu. Mà tao kể cho cái miệng lo thanh của mày cái chuyện tao bị con dâu bắt nó làm ô xin. Cái gì? Trời ơi, tôi chết tôi rồi. Trời ơi, cái chuyện động trời nha, động trời nha. Vô ngay cái miệng túi của cái thằng này nữa. Tao lại mày nghe, tao đang nghĩ mày nghe. Mày làm ơn làm phước, mày đừng có đi kể cái chuyện nhà tao cho bất kỳ ai ở trong khu phố này nghe. Trời ơi, chết mày ơi, mắc cỡ chết. Nhà tao chọn đi ở chỗ khác à. Ông này chú ơi, con bức xúc cái chuyện này, con không chấp nhận cái chuyện này được. Mắc mới như chị Đại thì ai chồng mình đi làm ô xin là sao? Không chấp nhận được. Thì bởi, tao nghĩ tao cũng đàng hoàng mà. Mà tại sao lại bị đẩy vô cái đường cùng này không biết nữa. Con này cái chú nha, con có một điều duy nhất đó là chẳng gì tiền bạc thôi. Cái gì tiền bạc? Thôi đi mày, vô tới cái miệng mày mới thành ra cái ý đó đó. Không phải đâu chú ơi, con nói thì con rành bà Đại này quá mà. Bả trong đầu bả cũng chỉ biết tiền và tiền thôi nha. Còn nếu không có chỉ có hai vấn đề. Một á là sợ tốn tiền trả cho ô xin nên bắt chú làm ô xin. Hai á là bắt chú làm ô xin à, rồi đầy đọa chú để chi? Để chú chán nản, chú cảm thấy bức xúc rồi chú bỏ đi. Để mà khỏi phải bỏ tiền mà công dưỡng nuôi dưỡng chú thôi. Không lẽ nào bà ơi, thân trai 12 bến nước trong con nhờ đục 3 triệu nha ba, con xin lỗi. Không thể như vậy được. Con thiệt chú nha, con là người dân, con cảm thấy bức xúc của chú luôn á. Ấy, cái này thì mình phải cho thêm một chút đường vô nó mới đậm đà, nó mới đậm đà, nó mới vừa ăn. Đó, rồi. Cái này thì phải cho tiêu vô nó mới cay, cấp độ 7 nó mới ngon. Đó. Nội ơi, con chưa có bột. Gần xong rồi con, gần xong rồi. Để con phụ ba nghe. Rồi. Trời ơi, con ngon quá, hấp dẫn quá. Trời, ba nấu ăn y như là đầu bếp xịn luôn vậy đó. Trời chào. Ăn đi tụi con. Ăn đi. Nha, yeah, ông nội nấu đó nghe. Ngon không? Trời ơi. Được rồi. Cái thịt gì mà nó mặn chát vậy? Canh. Trời ơi, chịu nổi luôn á. Gì vậy? Trời ơi, sao canh gì mà ngọt như đường vậy? Trời ơi, ba. Cái này chè hay canh vậy ba? Cái này là chè. Chè gà. Còn cái kia đó, là mắm. Mắm thịt ba rọi à. Nghe chưa? Con mắt tôi nó kèm nhèm, tôi không có thấy đường, cho nên tôi bỏ vô tùm lum tà la tôi lộn. Bây giờ nhắm ăn được thì ăn, ăn không được thì thôi. Thôi mà không bà có nói cái gì nhiều hết trơn. Ba. Bữa nay ba sao vậy? Đó. Rồi ba. Con ăn thì tự vô mà nấu mà ăn. Tôi mệt lắm, không ăn cơm mấy người không ở dưới này nữa. Tôi đi lên phòng tôi nghỉ. Ông nội sao vậy?
Trời ơi, trời, ba. Ờ, trời sao ơi, vậy? Trời ơi, ba lớn tuổi rồi. Chân tay ba giờ yếu lắm, ba khiêng nặng không nổi. Trời ơi, con lượm vô mình ba nha. Ba qua ba tưới cây nha. Tình luôn á, thôi được rồi. Ba để cho con làm cho rồi đi. Tình, giờ sao vô hết đồ rồi? Thì sao bây giờ đi giặt lại nữa? Tư cây hả? Trời ơi, ba! Ba làm cái gì vậy? Thì ba tư cây. Trời ơi, ướt hết đồ của con rồi. Trời ơi, giờ cái vòi nước sao ba không biết cách nào ba tắt nè. Đại ơi hả? Đi ra coi ba anh kìa. Ủa, gì mà ướt dẹp vậy? Hả? Ba làm gì vậy ba? Tư cây mà sao giờ cái vòi nước tư. Ba chỉ qua bên kia đi. Rồi. Nhiệt tình vậy đó hả? Trời ơi, thiệt, ướt hết đồ con rồi. À, ba làm kỳ cục vậy ba? Rồi để ba tắt nước, ba tắt nước. Đó. Ok, đồ đã. Hay cha. Hay. Ba làm cái gì vậy ba? Qua đây, qua đây. Thầy kệ giò nước. Ba dặn nước để ba tư cây nha. Rồi cái cố tình ba xịt cho nó ướt. Để ba trả thù thì nó muốn hành hạ. Thôi ba nói gì kỳ vậy? Vợ con muốn hành hạ ba hồi nào? Tụi mày đừng có binh vợ mày quá đi. Ba, nó coi tao như là ô xin vậy đó. Trời phải đó không? Nó mà hành hạ tao để đến chừng mà tao chịu không nổi nữa, tao bỏ tìm ra đường, tao lang bạc ở ngoài đường để cho nó vừa giả nó, đúng không? Ba, sao ba nói hoang cho con trời vậy? Trời, con có ơi, bao giờ dám làm như vậy với ba đâu. Bà đại. Hả? Sao bà đối xử với ba tôi vậy? Trời đất ơi, bây giờ ông cũng tin ba nữa hả? Tôi như thế nào ông biết hay sao? Thôi, ba, đừng có chú. Tao nghe rõ ràng hết rồi. Hai vợ chồng tụi bay ngồi ngoài sân á, rù rì rủ rỉ bàn tính để mà hại tao nè. Ủa? Cái trời ơi, con nhớ rồi. Vậy ba nghe, ba giả bộ ba nghe lén vợ chồng con nói chuyện là đúng không? Sao? Ba hiểu lầm rồi. Ý của vợ con á là muốn giữ ba ở lại Sài Gòn. Dạ. Để cho ba chơi với mấy đứa nhỏ vài bữa vậy mà. Trời ơi, ba lớn tuổi rồi, bây giờ ba về quê nè, có mình ba nè, tụi con cũng đâu có yên tâm đâu, đúng không? Với lại con thấy ba là thích nấu ăn, cho nên là con muốn nhường cái vị trí cho ba nấu vài bữa chơi thôi. Dạ, đúng rồi đó ba. Ồ, bộ thiệt vậy hả? Dạ. Ê trời ơi, nếu vậy thì ba bậy quá rồi. Ủa, ba nghe ba chớp ba nhán rồi. Ê. Con dâu. Dạ. Ba xin lỗi con nghe con dâu. Hả? À. Ba ba. Hả? À. Hả? À. Ba nghe ai nói vụ gì về vợ chồng con vậy? Thiệt á, con đâu có giận gì ba đâu, nhưng mà con chỉ tức là cái đứa nào mà ác mồm ác miệng. Đúng rồi đó. Mà đi đồn cái vụ này rồi để cho cha con mình hiểu lầm nhau như vậy. Đứa nào vậy ba? Thằng Thành Thống Thành á, nó nói á. Trời đất ơi, thằng cha nhiều chuyện nó nữa hả? Ừ. Cũng là chả nữa. Cái thằng chuyên môn đâm họt nhà con á. Ừ, được rồi. Để con qua con cho trả một trận mới được. Ba, à, trời ơi. Thôi, không có khoan cái gì hết á, đừng có cản tôi. À. Rồi em với, em cũng muốn qua thử trả nè. Đi. Đi. Tụi bay có đi xử hàng thằng Thành, tụi bay đừng có nói đến tên tao, bắt công tao mang tên nhà nhiều chuyện.